chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin trưa hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 17 tháng 4, dù có thông tin Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng trở lại sau 11 năm gián đoạn 2013 đến 2024, giá vàng ở thị trường trong nước vẫn chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng giải pháp đấu thầu vàng chỉ mang tính chất tình thế và có thể gây áp lực lên điều hành chính sách tỷ giá. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, giá vàng trong nước vẫn chưa có thay đổi đáng kể trước thông tin đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 17 tháng 4, tại các cửa hàng kinh doanh vàng lớn như BNG, Doji và nhiều tiệm vàng tại phố kinh doanh vàng bạc trên đường Nguyễn Duy Dương và An Dương Vương, quận 5, khá thưa thớt. Riêng tại trụ sở của công ty SGC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, khách hàng đến giao dịch đông. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Thị trường Giá Cả, Bộ Tài chính, cho rằng thị trường vàng trong nước chưa thể chuyển biến hạ nhiệt ngay. Thậm chí, chuyên gia này còn lo ngại có thể gây ra hiệu ứng ngược bởi cách tăng cung vàng vật chất thông qua đấu thầu có thể gây nên nhiều hệ lụy khác. Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Trí Long phân tích, hiện nay, chúng ta nói là nhu cầu vàng của người dân tăng song không định lượng được nhu cầu vàng mà người dân cần là bao nhiêu. Thêm nữa, nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tung vàng ra thị trường vô hình trung sẽ khiến người dân đổ xô đi mua vàng để đầu cơ. Có thể sẽ hình thức khuyến khích, tiếp tay cho người dân đầu cơ vào vàng và có thể sẽ xảy ra tình trạng tái vàng hóa và đây không phải vấn đề tích cực cho nền kinh tế. Theo giáo sư Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp ngắn hạn và có thể không kéo dài. Bởi, dự trữ vàng của Việt Nam hiện chiếm khoảng 0,68% tổng dự trữ ngoại hối. Nếu Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu cung ứng vàng miếng có thể xuất được 2-3 tấn vàng, quỹ dự trữ vàng giảm xuống 0,5% là mức không thể giảm hơn được nữa. Tuy nhiên, theo con số thống kê từ Hiệp hội Kinh doanh Vàng Quốc tế, khối lượng giao dịch vàng tại thị trường Việt Nam khoảng 40 tấn một năm. Do đó, con số cung ứng ra thị trường không phải lớn nhưng cũng có tác động vào thị trường, sẽ giảm bớt việc mất cân đối cung cầu. Giáo sư Trần Thọ Đạt nói, có thể qua vài lần đấu thầu, giá vàng sẽ hạ nhiệt. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước không cần phải áp dụng biện pháp đấu thầu để điều tiết thị trường nữa. Chỉ cần cơ chế cấp hạn ngạch nhập khẩu đối với thị trường để doanh nghiệp kinh doanh vàng có nguồn nguyên liệu sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital, người tham gia trực tiếp nhiều phiên đấu thầu vàng năm 2013, cho rằng đấu thầu vàng trong bối cảnh hiện nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải tính đến bài toán về tỷ giá. Bởi, Ngân hàng Nhà nước sẽ cần đến đô la Mỹ để nhập khẩu vàng, dự trữ ngoại hối sẽ giảm và làm gia tăng sức ép tỷ giá. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện nay ước tính khoảng 95 tỷ đô la Mỹ. Điều này lý giải tại sao ngay khi có tin đấu thầu vàng, tỷ giá lập tức tăng lên. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia, Ngân hàng Nhà nước không nên tự bỏ tiền túi là dự trữ ngoại hối ra để nhập khẩu vàng. Thay vào đó, nên tính đến phương án huy động vốn từ các nguồn lực xã hội để nhập khẩu vàng, tránh ảnh hưởng lên tỷ giá. Tối 17 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn video ghi lại cảnh một người đi ô tô, bịt kính mặt, đeo găng tay đi vào tiệm vàng và dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi một số vàng rồi tẩu thoát. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4 tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở số 50 đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo hình ảnh từ camera, vào thời điểm trên một đối tượng mặc quần dài, áo màu trắng, bịt kín mặt, đeo găng tay màu đen, đi ô tô chưa rõ biển số đến đậu phía trước cửa tiệm vàng này. Sau đó, đối tượng mở cửa ô tô và đi vào trong. Tiếp đó, đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày của tiệm, rồi lấy đi một số vàng và nhanh chóng lên ô tô tẩu thoát. Khi phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng từ trong nhà chạy ra đuổi theo và tri hô. Tuy nhiên, sự việc diễn ra quá nhanh, nghi phạm đã lên ô tô tẩu thoát. Đến sáng ngày 18 tháng 4, bước đầu lực lượng chức năng xác định T là nghi phạm liên quan trong vụ cướp tiệm vàng tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nghi phạm T. Thông tin ban đầu, nghi phạm T trú tại thành phố Hà Tĩnh, bị bắt giữ ở địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cách nơi gây án hàng chục km. Quá trình bắt giữ, công an đã thu giữ một số tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vào khoảng 6 giờ sáng 18 tháng 4, Hà Nội và một số nơi ở Trung Du Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ đã có trận mưa rào kèm sấm sét. Nhiều người dân ở Hà Nội cho biết có 2-3 tiếng sét lúc bắt đầu mưa. Tại huyện Hoài Đức, Hà Nội có khu vực bị mất điện khi có sấm sét. Ngoài ra, một số nơi có mưa to từ đêm qua đến sáng nay như Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Cạn. Trước đó, nửa đêm về sáng 18 tháng 4, Hà Nội và một số nơi ở Bắc Bộ có mưa dông kéo dài từng đợt nhỏ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, Tây Bắc Bộ đã có mưa rào đến mưa to tại một số điểm đo mưa như Tân Tiến, Lào Cai 47,2mm, Huy Thượng, Sơn La 47,2mm, Xuân La, Bắc Cạn 46mm, Hạ Lan, Cao Bằng 45mm. Sáng nay, miền Bắc tiếp tục có nhiều mây, có mưa rào từng đợt từ 15 đến 30mm đến trên 50mm, trời mát. Dự báo đến chiều và tối nay, khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông cục bộ. Chiều nay, Hà Nội có thể mưa rào trở lại. Đêm qua tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ, hàng ngàn người đội mưa xem bắn pháo hoa. Còn tại thành phố Cao Bằng, các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đêm qua đến sáng nay đã có trận mưa dông lớn, quật đổ hàng loạt cây xanh, làm tốc mái nhà. Mưa ở Bắc Bộ là do xuất hiện các ổ dông nhiệt khi áp cao lạnh phía Bắc di chuyển xuống. Như vậy, ở Bắc và Trung Bộ đã và sẽ có hiện tượng mưa rửa đền trong ngày giỗ tổ Hùng Vương sau nhiều ngày nắng đến nắng nóng. Vùng nắng nóng hôm nay là ở Quảng Trị, Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức nhiệt phổ biến là 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 18 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông tư thục, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và trường cao đẳng, trung cấp tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, năm học 2024-2025, toàn thành phố có 234 cơ sở giáo dục tuyển sinh lớp 10. Trong đó, 113 trường trung học phổ thông công lập có tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 71.020 học sinh. Trường phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 595 học sinh. Bên cạnh đó, thành phố còn có 83 trường trung học phổ thông tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, 30 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, phân hiệu bổ túc văn hóa, trung tâm bảo trợ dạy nghề và đào tạo việc làm, 7 trường cao đẳng, trung cấp có tuyển sinh lớp 10. Trong đó, 30 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, phân hiệu bổ túc văn hóa, trung tâm bảo trợ dạy nghề và đào tạo việc làm tuyển 11.686 chỉ tiêu lớp 10. 7 trường cao đẳng, trung cấp có tổng chỉ tiêu là 10.135 chỉ tiêu. Cụ thể, hệ trung cấp trong trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức 270 chỉ tiêu, hệ trung cấp trong trường cao đẳng kinh tế, kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 990 chỉ tiêu, trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 1.750 chỉ tiêu, hệ trung cấp trường cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn 710 chỉ tiêu, trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật quận 12 1.900 chỉ tiêu, hệ trung cấp trong trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng 3.235 chỉ tiêu và trường trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 1.280 chỉ tiêu. Riêng 83 trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 là hơn 28.000 chỉ tiêu. Các trường trung học phổ thông tư thục tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, thời gian xét tuyển đến hết tháng 8 năm 2024. Như vậy, nếu không trúng tuyển nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, học sinh lớp 9 có thể lựa chọn các môi trường học tập khác với gần 50.000 chỉ tiêu tuyển sinh. Tỷ lệ này nhằm thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở,
trong đó chỉ có khoảng 70% học sinh tiếp tục học lớp 10 công lập, 30% còn lại sẽ hướng qua học nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường trung học phổ thông tư thục.